Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu. Tập 24. Chương 231: Giáo sư cơ khí. Sau khi đọc hồ sơ, tôi cảm thấy vụ án bây giờ so với vụ Kỳ Thắng chỉ giống vẻ bên ngoài, có thể nói là bắt chước phạm tội. Nhưng vụ án của Kỳ Thắng cũng không quá vang dội, ai mà sùng bái tới mức bắt chước hắn. Tôi hỏi Vương Nguyên Thạch có ý kiến gì, ông ấy không trả lời, với tay vào hộc đồ lấy ra một tờ giấy, trên đó là một bản thiết kế. Tôi hỏi đây là gì, Vương Thúc phả một hơi thuốc, nói là máy gieo hạt mà Kỳ Thắng thiết kế lúc trẻ, đã từng giành giải thưởng. Tôi học về điện tử, cũng có hiểu biết về một số máy móc thiết bị, cơ khí không như người ngoài nghĩ là chỉ chế tạo máy móc to lớn, mà là nghiên cứu kết cấu cơ học của máy móc, bản vẽ này có thể nói là thiết kế vô cùng tinh xảo. Tôi lập tức hiểu ý của Vương Thúc muốn nói, ông cảm thấy Kỳ Thắng không phải là hung thủ. Vương Nguyên Thạch gật đầu, thời điểm vụ án đó được phá ông ấy không phải cảnh sát hình sự nên không có tiếng nói. Nhưng Vương Thúc vẫn luôn nghĩ mặc dù Kỳ Thắng khai nhận toàn bộ, có điều lại chẳng giống hung thủ. Cho nên Vương Nguyên Thạch mới tự mình đi điều tra càng thấy có nghi vấn, Kỳ Thắng là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cả đời nghiên cứu cơ khí học. Một người như hắn liệu sẽ chế ra những cái mây giết người cầu thả ấy ư? Đối với giáo sư nghiên cứu cơ khí mà nói, đơn giản là một sự sỉ nhục. Cái cảm giác này tôi cũng đã từng nếm trải, đó là lúc Khổng Huy giả ngồi trước mặt tôi khai nhận tất cả nhưng vẫn cảm thấy có chỗ là lạ. Tôi hỏi, vậy sao hắn phải nhận tội, chẳng lẽ vào tù để trốn nợ? Vương Nguyên Thạch lắc đầu không biết. Trại giam Báo Tử Sơn có lịch sử khá lâu đời, từ thời Thanh Triều, lúc đó dân quốc đã nhốt giam những phần tử nhân sĩ tiến bộ. Là một nơi mà dân thường nghe thấy đã sợ khiếp vía, sau khi xây sửa mấy lần, giờ đã là một trại giam hiện đại. Chúng tôi đỗ xe bên ngoài, đi qua mấy cảnh cửa vào trong, lúc này đám phạm nhân đang hóng gió trong sân. Trông thấy Tiểu Đào thì huýt sáo ầm ĩ, kêu gào, có kẻ còn cho tay vào trong quần làm động tác bẩn thỉu. Tiểu Đào cau mày, quản giáo quát, quay trở lại cho ta, nếu không ta trừ hết điểm. Đám phạm nhân lập tức ngoan ngoãn bỏ đi, đại lý nhỏ giọng, trừ điểm gì vậy? Tôi phổ cập kiến thức cho hắn một chút, phạm nhân muốn được vào lao động trong nhà máy thì phải tích điểm. Điểm được tính qua thái độ cải tạo, tích nhiều điểm có thể được giảm án tù hoặc được bảo lãnh. Nhưng chỉ cần phạm một sai lầm rất nhỏ cũng sẽ bị trừ phần lớn điểm, cho nên vừa nghe trừ điểm là đám phạm nhân lập tứ biết điều. Có một tên phạm nhân không chịu rời đi, hắn bám vào lưới sắt, lạnh lùng nhìn tôi nói, thật rạng rỡ nhỉ, Tống Dương. Nghe có người gọi tên mình, tôi ngớ người một chút, lúc đầu còn không nhận ra, sau đó mới nhớ hắn chính là Đặng Siêu. Đặng Siêu cạo chọc đầu, mặc bộ quần áo tù rộng thùng, thình, da mặt tái xanh, có vài vết bầm, đại khái là bị bạn tù đánh. Đã từng là sinh viên cùng trường, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, tôi hỏi, sống có tốt không? Đặng Siêu cười khẩy, đừng có mèo khóc chuột, tất cả ngày hôm nay của lão tử đều là do ngươi ban tặng, có dám tỉ thí với lão tử lần nữa không? Giờ Đặng Siêu đã hoàn toàn mất khí chất của một sinh viên, Tiểu Đào mắng, đừng cuồng vọng, tất cả ngày hôm nay là do tự tay ngươi chuốc lấy, còn đổ cho người khác. Lúc này quản giáo thổi còi gọi phạm nhân tập hợp, Đặng Siêu vờ như không nghe. Quản giáo đọc to số thứ tự, Đặng Siêu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, gằn từng chữ, lão tử bây giờ không có gì ngoài thời gian. Ta có thể chờ, một mực chờ đợi tới khi ra khỏi đây, sau đó sẽ cho ngươi và tất cả bọn chúng. Vừa nói hắn vừa dùng tay làm súng hướng về phía tôi, Tiểu Đào và đại lý, bắt trước tiếng súng nổ. Sau đó hai quản giáo tới giật hắn ra, ghì xuống đất, dùng dùi cui điện dí vào người. Đặng Siêu bị điện giật co quắp, nhưng ánh mắt vẫn hung tợn nhìn tôi trừng trừng. Vương đại lý thở dài, từng là bạn học, giờ biến thành như vậy thật vừa đáng thương vừa đáng hận. Tiểu Đào mắng, đám cặn bã này cứ để chúng từ từ mục giữa ở đây đi, không cần phải thông cảm. Tôi hỏi, Đặng Siêu không bị tử hình à? Tiểu Đào đáp, chung thân, cũng chả khá hơn tử hình là mấy, cả đời cũng chẳng được ra ngoài. Anh đừng đứng sát hàng rào như thế, người bị anh đưa vào đây không chỉ có mình hắn, cẩn thận có con dao phi từ trong ra đấy. Tôi thở dài,
theo một khía cạnh nào đó, thì tôi đã hủy hoại đời của không ít người. Hoàng Tiểu Đào vỗ vai tôi, nhưng anh bảo vệ được càng nhiều người hơn, không cần tự trách bản thân vì những kẻ cặn bã như vậy. Chúng tôi được quản giáo dẫn tới phòng thăm tù, tôi đề nghị chỉ mình với Vương Thúc vào gặp, Tiểu Đào đồng ý. Ngồi trong phòng thăm chờ một lát, quản giáo đưa tới một ông già, mái tóc trắng tinh, tinh thần cũng không tệ lắm, nếu quần áo trên người không phải đồ phạm nhân mà đạo bào, có lẽ sẽ như tiên nhân. Vương Nguyên Thạch rút một điếu thuốc đưa tới, lão không nhận, chỉ ôm quyền nói, hai vị tìm kỳ mỗ có việc gì? Tôi đáp, trông ông có vẻ khỏe mạnh nhỉ. Lão cười, thường ngày luyện một chút thái cực quyền, ở đây ăn không ngon ngủ không yên, nếu không tự chăm sóc sức khỏe thì sẽ suy sụp rất nhanh. Vương Nguyên Thạch vào thẳng vấn đề, chúng ta tới tìm ông là về việc kia. Lão đầu đáp, xem ra các ngươi lại uổng công rồi, đã nói vụ án đó do mình ta làm, tòa cũng đã xử ta chung thân, còn cố điều tra làm gì. Tôi quan sát mắt ông ta, hỏi, 10 năm trước, mấy cái máy giết ba người kia là do ông tự tay thiết kế. Tôi hỏi rất cụ thể vấn đề, hy vọng lão lộ ra sơ hở, nhưng không ngờ lão vẫn ung dung đáp, đúng vậy, chẳng phải ta đã sớm thú nhận sao. Tôi không cam lòng, thú nhận cũng không có nghĩa ông là hung thủ giết người. Lão, già cười ha hả, tiểu huynh đệ này nói chuyện buồn cười quá, ai lại tự chui đầu kẹt cửa, tự gánh nỗi oan này cơ chứ. Lão không hề có chút sơ hở nào, thật là ngoài ý muốn. Tôi lôi hai tờ giấy phác họa hiện trường phạm tôi đưa tới, lão già trông thấy thì mặt lại lộ vẻ hưng phấn. Tôi nói, bây giờ bên ngoài có kẻ bắt chước thủ pháp của ông để gây án, hai hình cụ này là do hắn thiết kế. Ông có ý kiến gì không? Lão già vuốt vuốt sợi râu, nói, không tệ không tệ, hậu sinh khả úy, cơ quan này vừa đơn giản vừa hiệu quả hơn của ta rất nhiều, đây là các ngươi tận mắt thấy ư. Tôi nói, căn cứ vào việc sắp xếp lại hình dạng ban đầu của nạn nhân mà suy ra, bởi thi thể bị bom phá hủy. Lão già nhìn tôi đầy khâm phục, tiểu huynh đệ này xem ra cũng là một nhân tài, có điều ngươi suy nghĩ hơi đơn giản, cơ quan mà người đó này thiết kế có lẽ phức tạp hơn một chút. Tôi liền nắm bắt điểm mấu chốt này, dùng động u chi đồng quan sát ánh mắt hắn, chất vấn, người đó là ai? Lão già vẫn chẳng để lộ sơ hở, đáp, ngươi căng thẳng làm gì, ta đâu biết hắn là ai, chắc là một bằng hữu chung chí hướng, đáng tiếc không có cơ hội gặp. Ngươi có bút ở đó không, ta sửa cho một chút. Tôi nhìn Vương Nguyên Thạch, ông ấy liền đứng dậy đi tìm quản giáo mượn bút. Lão già cắm mặt xuống bức vẽ, cuối cùng đưa tờ giấy cho tôi, cười nói, nếu ta là hắn, ta sẽ thiết kế như vậy. Tôi liếc qua bản vẽ, kinh ngạc trợn tròn mắt, chỉ mấy phút đã vẽ ra bản thiết kế rõ ràng, lão đầu này quả là nhân tài. Lão sửa lại hiện trường phạm tội, cái thứ nhất vẫn là người mặc giáp đồng đi trên than nóng, nhưng trên bộ giáp có thêm bộ phận chuyển động cùng lò xo, giúp nó di chuyển dễ dàng hơn. Tấm thứ hai thì sửa rất nhiều, không phải dùng lưỡi móc với cửa, mà là dùng lực của móc sắt kéo một cái trục tua bin, đóng van ga lại. Đây quả là dễ hiểu hơn ý tưởng của tôi, đứng trên lập trường của hung thủ cũng rất an toàn, nạn nhân dù có thành công cũng không thể chạy thoát. Chương 232, kẻ ác phải bị giết. Tôi chú ý một chút điểm nghi vấn, hỏi, làm sao ông biết người chết thứ hai là do khí ga? Lão chỉ bản phác họa, cười nói, chính từ bức họa của ngươi chứ đâu. Thì ra băng tâm trên bản vẽ dùng những đường sóng biểu thị trong phòng đầy khí nào đó. Lão già lại nói, còn nữa, cơ quan này phải tạo cho nạn nhân một hy vọng, nếu không ai lại tình nguyện hủy hoại cơ thể. Nếu là ta làm, vụ này sẽ là bỏ khí độc trong mật thất. Tôi nói, ông rất am hiểu đấy. Lão già lại ôm quyền, cũng biết chút chút. Vừa nói, lão vừa rút điếu thuốc trong bao của Vương Nguyên Thạch, ghé đầu qua bảo Vương Thúc châm lửa. Tôi để ý thấy ánh mắt Vương Thúc đã sắp không nhịn được, ông ta là một huấn luyện viên cảnh sát vũ trang, một phạm nhân lại dám càn rỡ trước mặt như thế, tay đã siết chặt nắm đấm. Tôi liền vớ cái bật lửa, châm thuốc cho Kỳ Thắng. Lão, hút một hơi, từ từ nhả khói, nếu đúng là tên này bắt trước ta, đề nghị các ngươi nên điều tra xem nạn nhân trước đây có làm điều gì trái lương tâm không. Tôi cố ý lừa lão, nói, mặc dù trại giam biệt lập với bên ngoài, nhưng vẫn có cách truyền tin ra ngoài, những cơ quan này có lẽ là chính ông tự tay thiết kế, người bên ngoài giúp ông tiếp tục sứ mệnh. Lão ngửa mặt lên trời cười lớn, ta lại rất hy vọng như vậy, nghe nói hai năm qua bên ngoài xuất hiện rất nhiều kẻ thất đức làm chuyện bại hoại. Sớm đã muốn ra ngoài trừng trị chúng,
Nhưng ngại quá, ta chỉ là một lão già sắp chết. Đơn giản là quá cẩn mật, giọt nước cũng không lọt. Nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm thấy vụ án lần này có liên hệ gì đó với lão, biết rằng giờ có hỏi gì lão cũng sẽ không tiết lộ. Nhưng nếu từ hắn khai thác được một chút phương hướng phá án cũng không phải bất khả thi, đi đường vòng cứu quốc mà. Tôi nói, tên này không cao thượng như ông, hắn chỉ vì mục đích vụ lợi, thiết kế những cơ quan này tước đi mạng người cho người khác xem để kiếm tiền. Lão già hơi nhướng lông mày, ta có thể xem qua không? Tôi nói, cảnh sát vẫn chưa tìm được trang web kia. Lão già kinh thường, nhà khói, cảnh sát các ngươi thật vô dụng. Vương Nguyên Thạch đột nhiên đứng lên, hất đổ cái ghế đánh dầm một cái, mắt lườm chằm chằm lão già. Tôi vội khuyên, Vương Thúc, đừng kích động. Sau khi Vương Thúc ngồi xuống, lão già nghiêm trang nói, có thể thiết kế ra cơ quan như vậy, kẻ này tuyệt đối là một thiên tài, các ngươi cẩn thận một chút, chúc may mắn. Nói xong đứng dậy bỏ về phòng. Chúng tôi ra ngoài, Tiểu Đào đứng ở cửa đã nghe hết cuộc nói chuyện, than, lão hồ ly này, mây mù lượn quanh nửa ngày thực ra chẳng nói gì. Tôi khẽ cười, thực ra có nói một chút, lão bảo chúng ta đi điều tra xem nạn nhân có làm chuyện gì trái lương tâm không. Hiện giờ chẳng có manh mối gì, chi bằng chúng ta thử một phen. Vương đại lý nãy giờ cắm mặt chơi điện thoại, Tiểu Đào giục hắn về, hắn nói, chờ đã, tôi cho mấy người xem một video. Hắn tìm tới một clip, trong clip là một phụ nữ trung niên giàu có đứng cạnh chiếc BMW kép, đầu xe có một lão nông bán rau, xem ra là bị xe đụng. Người phụ nữ nhục mạ ông lão đủ điều, nói ông ta giả vờ bị đụng để ăn vạ. Tôi ấn tạm dừng, nhìn kỹ người phụ nữ, nói, đây chẳng phải nạn nhân thứ hai sao? Tiểu Đào cũng kinh ngạc không kém, đúng, chính là bà ta, đại lý sao ngươi lại tìm được? Đại lý cười ngượng, ban nãy tỷ bảo tôi tìm manh mối, tôi xem một đống clip trên mạng. Vô tình lướt qua một trang web chuyên đăng clip ở camera an ninh, nghe giọng giống dân Nam Giang, tự hỏi liệu có liên quan tới vụ án không. Hoàng Tiểu Đào cau mày, bà ta nhục mạ lão nông giữa đường, cho nên hung thủ thiết kế một cơ quan kéo lưỡi, lão già này nói đúng, hung thủ đang trừng phạt kẻ ác. Liệu cách hành hình có liên quan tới tội của nạn nhân không? Tôi nói, vậy thì quá rộng, vốn cực hình là do trụ vương phát minh ra để giết người mua vui, không có nhằm vào tội gì. Hoàng Tiểu Đào vỗ vai đại lý, không tệ, đã làm chúng ta tỉnh ra rất nhiều. Vậy giờ đi điều tra nạn nhân thứ nhất đi. Chúng tôi rời trại giam, trở lại cục. Hai ngày nay không được nghỉ ngơi, Tiểu Đào bảo Vương Nguyên Thạch về ngủ trước, điều tra cái này không cần thiết phải cả bốn người. Sau đó ba chúng tôi tới khu nhà của nạn nhân thứ nhất, hàng xóm hầu hết đều có ấn tượng không tốt về người đàn ông này. Nhưng hắn chẳng phải đại gian đại ác gì, chỉ là tính cách bừa bãi, thường xuyên vứt rác lung tung. Có một cô bé hàng xóm nói, đại thúc kia còn hay hút thuốc, trên xe bus cũng hút, mọi người nhắc nhở cũng không chịu dập, thật đáng ghét. Tôi cảm thấy đây đại khái là tội danh của hắn, hút thuốc có liên quan tới lửa, hình phạt cũng là thiêu sống. Tiểu Đào nhăn mặt, đây cũng quá nhỏ nhen đi, chỉ vì chuyện nhỏ này mà giết người. Tôi nói, quan trọng không phải là những chuyện nhỏ nhặt này, mà quan trọng là hung thủ lấy tin tức ở đâu, chẳng lẽ hắn ở gần đây hoặc có mặt trên xe bus lúc đó. Mắt Tiểu Đào chợt sáng lên, đúng vậy, quay lại hỏi cô bé kia xem. Vương đại lý cứ chăm chăm xem điện thoại, đột nhiên la lên, ta tìm thấy rồi. Hắn cho chúng tôi xem một clip, quay trên xe bus, một nam giới trung niên đang hút thuốc nhả khói phì phèo, người phụ nữ mang thai bên cạnh lịch sự nhắc nhở hắn dập thuốc, hắn lại hờ hững. Người xung quanh cũng mắng hắn là người vô nhân đức, đây chính là nạn nhân thứ nhất. Xem ra hung thủ thường xuyên xem những clip này trên Kuaisu, lấy tin tức từ đó. Làm một webcaster, việc xem video thường xuyên là chuyện bình thường, tôi nhất thời nản chí, mỗi con đường đều bế tắc, vụ án xảy ra đã được một tuần mà chúng tôi vẫn bị đình trệ. Tiểu Đào nói, Tống Dương, bận rộn từ tối qua tới giờ rồi, anh về nghỉ trước đi, có tiến triển tôi thông báo tiếp. Tôi gật đầu, được, cô cũng đừng cố sức quá. Tôi không muốn bộc lộ những cảm xúc tiêu cực trước mặt Tiểu Đào, bởi tôi biết mình vẫn luôn là trụ cột tinh thần cho nàng, ngay cả tôi cũng nản chí thì nàng sẽ chẳng gắng gượng được. Nhưng lên xe bus cùng đại lý tôi không nhịn được mà thở dài thườn thượt. Đại lý nói, Dương Tử, thật không giống ngươi ngày thường, vì vụ án mà buồn bã vậy sao? Tôi đáp, ví dụ như lúc chơi LOL, 10 phút đầu bị đối phương dẫn mười mấy mạng, trang bị đầy đủ, ngươi còn chưa có món đồ lớn nào, có vui vẻ nổi không? Vương đại lý nhổ toẹt,
vậy thì ta sẽ đầu hàng sớm. Tôi cười khổ, nhưng cuộc sống ngoài đời đâu có nút đầu hàng, giờ ta chính là đang bực bội, so với như vậy còn bực bội hơn. Không hề giấu giếm, so với lần trước bị giảng viên Lý đuổi giết còn bực bội hơn. Lúc đó ít nhất còn có mục tiêu rõ ràng, hiện giờ ngay cả một mục tiêu cũng không có. Vương Đại Lý an ủi, ngươi cố lên, về ngủ một giấc thật ngon, tối chúng ta đi ăn thịt nướng, bồi bổ một chút. Tôi về trường nghỉ, ngươi, khi con người ta buồn bã thì rất mệt mỏi ngủ một mạch tới tối. Vương Đại Lý kéo tôi đi ăn thịt nướng, bữa ăn này lại xuất hiện một người không tưởng. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 233, dạy dỗ Vương Công Tử. Tôi với đại lý ra ngoài tìm một tiệm thịt nướng than, đang ăn thì dưới đường có mấy chiếc xe con chạy tới, kết một cái dừng lại bên đối diện, tôi linh cảm có điều chẳng lành. Sau đó trên xe van nhảy xuống một đám côn đồ xăm trổ, để tóc dài, băng qua đường tới chỗ chúng tôi. Đại lý sợ hãi nuốt chửng miếng thịt dê, Dương Tử, đám này có phải xã hội đen không? Hình như đang nhắm vào chúng ta. Khách khứa trong quán bị dọa chạy mất hết, đám người kia tay cầm một tấm ảnh, nhìn tôi rồi lại nhìn ảnh, trụng đầu nói mấy câu, xem ra là nhằm vào tôi. Vương Đại Lý thúc giục tôi mau chạy, tôi đưa sâu thịt dê lên cắn một miếng, ung dung nói, đừng sợ. Vương Đại Lý trợn tròn mắt, mẹ ơi, sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy? Thực ra không phải là tôi bình tĩnh, chẳng qua là thứ nhất có chạy cũng không chạy được bọn chúng, thứ hai nếu chúng động tới tôi, Tống Tinh Thần nhất định sẽ ra tay. Lúc này một tên tóc dài đeo kính ngồi đối diện tôi, tay cầm tấm ảnh, trên đó là tôi, nhưng là một tấm chụp lén trong trường. Hắn hỏi, huynh đệ, đây là ngươi à? Tôi gật đầu, đúng vậy. Hắn với một sâu thịt dê, vừa ăn vừa nói, xin lỗi, có người thuê chúng ta chặt một chân của ngươi, một là ngươi phối hợp, hay là chúng ta đánh ngươi bất tỉnh rồi chặt. Đạo lý của đám xã hội đen này lần đầu tôi được nghe, có điều cũng không khó hiểu, bọn chúng chẳng có thù gì với tôi, thuần túy là đâm thuê chém mướn. Vương Đại Lý chỉ vào mình, hỏi, đại ca, không liên quan tới ta chứ? Tên tóc dài không thèm để ý, tôi nói, ai thuê các ngươi tới? Hắn nhếch miệng cười, ngươi cho rằng ta sẽ nói ra sao? Nhận tiền của người, thay người làm việc, đây là phong cách chuyên nghiệp của bọn ta. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, một tên đàn em mang chai nhị oa đầu tới, ngươi uống chai này đi, lát nữa tháo chân sẽ đau đấy, nếu không phối hợp thì đừng trách ta không khách khí. Tôi để ý thấy trong góc quán có một gã ngồi quay lưng, trong tiệm thịt nướng mà không ăn thịt, lại uống trà sữa, chẳng phải Tống Tinh Thần thì còn ai vào đây. Có hắn ở đây đồng nghĩa với việc tôi uống một viên thuốc an thần, chẳng hề sợ hãi nói, hai ta không thủ không oán. Ngươi xem ngươi còn trẻ như vậy, mà tàn tật thì không hay lắm đâu, các ngươi rút nhanh đi. Tên tóc dài cười, khá lắm, rất ngông cuồng, ngươi theo ta ra ngoài, đừng làm quán lộn xộn ảnh hưởng chuyện làm ăn của người ta. Xã hội đen mà ngay thẳng như vậy cũng hiếm thấy. Tôi đương nhiên không động, tên tóc dài định đưa tay qua xốc tôi lên. Đang thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng ngoài đường xuất hiện một chiếc Lamborghini, phanh một cái trái đường, cứ như sắp đâm, vào tiệm thịt nướng. Ánh mắt tên tóc dài đột nhiên chuyển hướng, quang chọc từ trên xe nhảy xuống, lao ầm ầm vào, giơ tay bạt tai hắn hai phát, tóc dài hoang mang, quang đại ca, sao đánh đệ? Đánh ngươi, ta còn muốn cho ngươi một sao đấy. Quang chọc lườm hắn một cái, tiếp tục bạt tai đám đàn em, ngươi, ngươi, ngươi nữa, chờ ta xử tội. Đám đàn em này rất nghe lời, bị bạt tai động cũng không dám động. Quang chọc tát một lượt, lòng bàn tay cũng đỏ rực. Cung kính hành lễ với tôi, Tống ca, thật xin lỗi, là đệ dạy dỗ bất lực, khiến huynh chê cười rồi. Tên tóc dài mặt đầy khiếp sợ, Quang ca, ca biết tiểu tử này. Tiểu tử nào? Gọi Tống ca. Quang chọc lại bạt tai hắn một cái, hai má tên tóc dài in hẳn năm đầu ngón tay, tôi cũng thấy xót cho hắn, đại lý đứng nhìn mà sững sờ. Thì ra tóc dài là đàn em của Quang chọc, nhận đơn hàng riêng bên ngoài tới dạy dỗ tôi. Quang chọc biết tin liền hỏa tốc tới, cũng may vẫn kịp. Quang chọc tuôn ra một tràng chửi tục của dân giang hồ, sau đó hỏi tên tóc dài, thằng nhóc nào kêu ngươi tới. Tên tóc dài ấm ức nói, tiền cũng nhận rồi, không thể nói mà. Quang chọc lại giơ tay định đánh, tôi cười, chắc là Vương Công Tử rồi. Tóc dài ngẩn người, sao ngươi biết?
Sau đó ý thức được lỡ lời vội vàng xua tay, không, không không phải hắn. Tôi cười lạnh, tài nghệ nói dối của hắn đúng là của trẻ lên ba, người có xích mích với tôi lại mời được xã hội đen ngoài Vương Công Tử ra thì chẳng còn ai. Quang Trọc nói, Vương Công Tử, ta có nghe nói về tiểu tử này, nhà rất lắm tiền. Tống ca, gây khó dễ với huynh là muốn sống mái với đệ, để đệ dẫn người đi chặt chân hắn. Tôi xua tay lia lịa, ai ai, ngươi muốn ngồi tù à, lại nói vậy trước mặt ta. Quang Trọc xoa đầu lúng túng cười gượng, Tống ca định xả giận thế nào. Vương Công Tử thuê người tới dạy dỗ tôi, chuyện này há có thể bỏ qua, tôi hời hợt nói, đừng phạm pháp là được. Hai mắt Quang Trọc sáng lên, được rồi, để đảm bảo tiểu tử này muốn khóc cũng không khóc được. Chúng ta đi. Tôi quay đầu liếc mắt, Tống Tinh Thần đã biến mất không động tĩnh, người này cứ như quỷ ảnh vô tung, tôi cũng hơi hiếu kỳ không biết bình thường hắn ở đâu. Một màn đấu đá, Vương Đại Lý nhìn tôi như người trên trời rơi xuống, Dương Tử, ngươi thật là ngưu bức. Trò chuyện vui vẻ với Hắc Bạch Lưỡng Đạo, bây giờ ta thật sự ngưỡng mộ ngươi cuồn cuộn như nước sông, như Hoàng Hà đã chảy là không thể ngăn cản. Tôi nói, làm gì khoa trương như vậy, xã hội đen ta chỉ biết có mình hắn thôi, ăn nhanh rồi về trường đi. Vương Đại Lý lau miệng, hết tâm trạng ăn rồi, đi thôi. Lúc này ông chủ bưng tới một mâm thịt xiên lớn, tôi ngạc nhiên nói, tôi có gọi mấy thứ này đâu. Ông chủ giải thích, lúc đi, tên đầu chọc kia gọi 300 xiên cho ngươi, tiền cũng trả rồi, còn thiếu 100 xiên nữa, ngươi ăn trước đi, ta nướng tiếp. Tôi cười khổ, Quang Trọc đúng thật là nóng nảy quá độ, nói, chỉ thế này thôi, bỏ túi cho tôi, mang về. 200 xiên thịt dê, bốn người trong phòng tôi ăn tới ỉa chảy, sáng hôm sau chạy như đèn kéo quân vào toilet, thật là trong cái may lại có cái rủi. Sáng hôm sau, tôi với đại lý bắt xe tới cục, định tiếp tục tìm kiếm manh mối, vừa tới nơi thì Tiểu Đào nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, tôi hỏi, sao vậy, mặt tôi khắc chứ à? Hoàng Tiểu Đào nói, tôi có một vị khách ở đây, chuyện này có liên quan với anh không? Tôi mơ hồ, ai vậy? Tiểu Đào dẫn chúng tôi tới buồng tạm giam, chỉ thấy Vương Công Tử đang ngồi trong đó, trông thấy tôi đi vào, lườm lườm nhìn tôi chằm chằm. Tôi kinh ngạc hỏi Tiểu Đào sao hắn lại bị vào đây. Thì ra tối qua Vương Công Tử dạy dỗ tôi bất thành, ra ngoài uống rượu giải sầu, làm quen với một cô gái gợi cảm trong quán. Hai người uống vài chén định đi thuê phòng nhưng quá bấn mà trực tiếp hành sự trên xe. Nào ngờ cô gái đột nhiên hét lên, hiếp dâm. Vương Công Tử sợ tới tỉnh cả rượu, dùng sức bịt miệng cô ta, trùng hợp hơn là từ bãi đậu xe trống rỗng đột nhiên một đám người nhảy ra. Có cả không ít phóng viên, vây quanh phỏng vấn hắn một trận, còn có người dân có lòng tốt Quang Trọc báo cảnh sát. Sau đó Vương Công Tử bị bắt tới đây, chuyện này cũng chưa là gì, lúc hắn bị phỏng vấn, thái độ rất tồi tệ. Đắc tội với phóng viên liệu có kết quả tốt sao? Sáng nay tất cả các mặt báo đều có tin Vương Công Tử của tập đoàn Vương Thị có ý đồ hiếp dâm gái nhà lành. Rất hợp với ảnh chụp mặt hắn đang cau có lúc đấy. Chương 234, website kinh khủng. Sau chuyện này, cô gái kia cứ khăng khăng là bị Vương Công Tử hiếp dâm, thêm việc các phóng viên tận mắt chứng kiến, hắn có 100 cái miệng cũng chẳng thể bào chữa, đúng là muốn khóc mà không khóc được. Chẳng cần nói cũng biết, nhất định đây là do Quang Trọc sắp xếp, thủ đoạn hại người của xã hội đen thật cao minh, chỉ một kế nhỏ đã khiến Vương Công Tử gánh tiếng xấu cả đời. Nói là kế nhỏ, bởi so với những gì xã hội đen làm thì chuyện này chưa là gì, tôi đã từng đọc qua hồ sơ của một cảnh sát bị bọn chúng hãm hại. Chúng bắn chết người, sau đó moi viên đạn ra, đổi đầu đạn của cảnh sát vào, tiếp đó dùng một bộ quần áo mà cảnh sát kia đã từng động tay, mặc cho nạn nhân. Ở hiện trường còn vứt vài sợi tóc của cảnh sát đó, ngụy tạo thêm cả dấu chân. Với đống bằng chứng thép đó, cảnh sát kia bị bắt là đương nhiên, mặc dù sau này có được minh oan, nhưng cảnh sát đó đã dùng bàn chải đánh răng mài nhọn tự sát trong tù. Đắc tội với xã hội đen là một việc rất đáng lo ngại. Vương Công Tử ra sức lay song sắt, Tiểu Đào, ta bị người khác hãm hại, nhất định đám người đó thông đồng với nhau, chắc là do tiểu tử này, mẹ nó. Tiểu Đào ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nói, sao ngươi lại khẳng định là ta? Vương Công Tử la lên, bởi vì tối hôm qua ta đã. Lời ra đến miệng lại nuốt vào, tôi cười, tối qua ngươi làm gì? Có muốn nói rõ ra cho? Cảnh sát nghiên cứu không? Hiếp dâm là giả, nhưng thuê người hành hung lại là thật. Hắn không dám nói tiếp, chỉ nhìn tôi bằng con mắt oán hận.
Tiểu Đào lạnh lùng quát, đàng hoàng một chút cho ta. Chúng tôi xoay người rời đi, Vương công tử phía sau luôn mồm gào, Tiểu Đào, ta vô tội, nàng phải tin ta. Tiểu Đào hỏi tôi tối qua xảy ra chuyện gì, tôi kể hết sự tình cho nàng nghe, Vương đại lý cũng làm chứng, nàng bật cười, tiểu tử này đáng đời. Tôi nói, cô định khép hắn vào tội gì? Nàng đáp, trước mắt không có thời gian quản hắn, coi như án hiếp dâm bất thành đi, dù sao nhân chứng vật chứng đều đủ. Vương công tử ngồi trong buồng tạm giam tới trưa thì được luật sư bảo lãnh ra ngoài, vừa hay tôi đang đi dọc hành lang, lúc đi sượt qua, hắn lạnh lùng nói, ngươi nói chuyện này với nàng. Tôi cũng chẳng vừa, ngươi làm được, lại không cho người khác nói. Hắn nghiến răng uy hiếp, lần tới lão tử tìm người nhổ lưỡi ngươi ra. Ban đầu tôi không nghĩ nhiều, đến khi hắn ra tới cửa, đột nhiên ý thức được điều gì đó, gọi hắn lại, đứng lại. Lời nói thể hiện tiềm thức, một người từng tiếp xúc với cái gì, trong lúc nói chuyện sẽ vô tình để lộ ra một chút. Chỉ ví dụ nhỏ sẽ thấy, lão đại phòng tôi là một cán bộ trong hội sinh viên, có lần Vương đại lý hỏi hắn ủy khuất viết như thế nào, lão đại nói ủy trong ủy viên hội sinh viên. Vương công tử sẽ chẳng vô duyên vô cớ mà nói ra câu rút lưỡi, tôi mơ hồ cảm thấy hắn có liên quan tới vụ án đang điều tra. Tôi tới trước mặt Vương công tử, dùng động u chi đồng quan sát, chất vấn, ngươi trông thấy rút lưỡi ở đâu? Mặc dù cố che giấu, nhưng Vương công tử vẫn lộ ra vẻ bối rối, ta không biết ngươi đang nói gì, làm sao trả lời. Tôi lại hỏi, một người mặc giáp đồng đi trên đống lửa, cảnh này có quen thuộc không? Vương công tử cắn môi, trán đẫm mồ hôi lạnh, ta còn rất nhiều công việc phải xử lý, không có thời gian tán gẫu với loại điểu ti như ngươi, cáo tử. Tôi hét, đứng lại. Nhất thời ánh mắt Vương công tử như chuột gặp mèo, tôi càng tin chắc hắn có liên quan tới vụ án này. Gã luật sư nói, đồng chí cảnh sát, thân chủ của ta không có trách nhiệm phải trả lời ngươi, tất cả sẽ do ta đại diện. Tôi đáp, đây là một vụ án khác, vụ ngươi đại diện là vụ cưỡng dâm, nếu muốn nói đỡ cho hắn thì xuất trình giấy ủy quyền, nếu không sẽ là một sự khiêu khích với cảnh sát Trung Quốc. Luật sư lập tức ngớ người, bình thường người khác luôn bắt tôi xuất trình lệnh bắt giữ, không ngờ tôi cũng có thể dùng cách này để uy hiếp người ta, thật là mát lòng. Tôi bảo mấy cảnh sát đi ngang qua giải Vương công tử vào, Tiểu Đào đang thảo luận vụ án với đội hình sự trong phòng họp. Thấy tôi mang Vương công tử vào thì nhướng mày hỏi, sao mới ra ngoài 5 phút đã trở lại rồi, tiến cung lần hai à? Tôi nói, hắn có liên quan tới vụ án đang điều tra. Nghe vậy, mọi người đều sáng hai mắt lên, chẳng cần vào phòng khẩu cung, một cảnh sát trực tiếp ấn Vương công tử xuống ghế. Tiểu Đào nói, khai mau, ngươi tham gia phạm tội hay chỉ là khán giả? Vương công tử mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, vẫn cố mạnh miệng, trước khi luật sư tới, ta từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào. Tiểu Đào phẫn nộ đập bàn, vẫn còn dám cứng đầu, có muốn biết cảnh sát khuất phục phạm nhân bằng cách nào không? Vương công tử hoang mang, đó là phạm pháp, cô không có quyền. Tiểu Đào hét, cùng lắm thì ta không mặc bộ cảnh phục này nữa. Khảo cung ngươi xong ta sẽ tự đi đầu thú. Vương công tử rốt cuộc khuất phục, ta khai. Ta khai hết. Tiểu Đào ngồi về chỗ, tôi để ý thấy nàng đang xoa xoa bàn tay, vừa rồi hăm dọa khàn cả giọng là nửa thật nửa giả, giết gà dọa khỉ luôn là sở trường của nàng. Vương công tử cung khai, thật ra hắn là thành viên của website kia, nó tên là DeepLive, chuyên về những thứ kích thích, ba cái thứ livestream trên mạng so với trang web này đều là trò trẻ con. Website này vô cùng cẩn mật, không có bất kỳ quảng cáo nào trên Internet, chế độ như một câu lạc bộ khép kín, thành viên giới thiệu thành viên. Vương Thiếu Thông là được bạn giới thiệu, muốn vào tìm kích thích. Mỗi thành viên mới gia nhập đều phải trải qua một thời gian dài sinh hoạt, mới được cấp quyền xem nội dung kín. Hai tuần trước, trang web phát động một chương trình livestream có tên Thẩm Phán Địa Ngục. Webcaster tên là Hình Giả Tật Phong, nội dung tương tự như phim The Saw, thiết kế một cơ quan sinh tử, trói một người có thói xấu vào, để họ tự tìm cách thoát thân. Nội dung kỳ đầu tiên là trói một người đàn ông vào cơ quan phức tạp, nói miệng khó mà diễn tả được hết. Phía trên cơ quan đó có hai lưỡi dao tự chuyển động, nếu nạn nhân rút hai chân ra thì tay sẽ bị chặt đứt, ngược lại rút hai tay ra thì chân sẽ bị chặt, thiết kế vô cùng tinh xảo. Người đàn ông này mắc tội ngược đãi mẹ đẻ, bị Hình Giả Tật Phong tra tấn xét xử. Hắn khóc lóc rất lâu trên cơ quan, cuối cùng chịu đứt hai tay mới thoát ra. Đêm đó tỷ lệ click chuột trên website đỏ chót, rất nhiều comment khen thưởng, webcaster kiếm được 2 triệu tệ.
Sau khi kết thúc livestream, các thành viên thảo luận nhiệt tình, đều cảm thấy chưa thỏa mãn. Đây mới thực sự là deep life, so với ba cái trò ăn chất thải hay tự hủy hoại cơ thể thì cao hơn gấp nhiều lần. Admin cảm thấy thành viên rất hứng thú với trò này, liền quyết định thay đổi kế hoạch từ một tháng xét xử một lần thành một tuần một lần. Cho nên Vương Công Tử vào sau nhưng đã được chứng kiến hai vụ. Nghe xong câu chuyện, tất cả cảnh sát đều im lặng, tôi hỏi, ai cũng được vào xem. Vương Công Tử lắc đầu, phải đóng một khoản tiền. Bởi vì tính chất đặc biệt của website, mỗi thành viên phải đóng 1 triệu tệ tiền giữ chân, đảm bảo không tiết lộ ra ngoài. Quy định này khiến thành viên của trang web đều phải thuộc giới thượng lưu. Kết quả cuối cùng Vương Công Tử đã làm lộ ra, khiến chương trình livestream đẫm máu kinh khủng nhất, làm người ta tức ói máu chính thức nổi lên. Mặt nước. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 235, livestream đẫm máu. Tiểu Đào nhìn Vương Công Tử như nhìn một đống rác rưởi, ra lệnh, lấy máy vi tính tới đây, mở website cho chúng ta xem. Vương Công Tử lắc đầu, không được, không phải là máy tính nào cũng truy cập được trang web, nó có client kết nối thẳng với máy tính của ta. Chẳng những kết nối riêng với máy tính, nó còn kết nối riêng với địa chỉ IP, nếu máy tính bị trộm, nó sẽ tự động gỡ kết nối, một chút dấu vết cũng không còn. Client kết nối trực tiếp với IP tĩnh và máy tính, chuyện này chỉ có người vô cùng giỏi về lập trình mới làm được, website này ở mọi cấp độ đều vô cùng bảo mật. Tiểu Đào nói, chúng ta phải tới nhà ngươi, thưởng thức một chút sở thích quái đản của ngươi. Vương Công Tử cắn môi gật đầu. Trong lời khai của Vương Công Tử có tiết lộ một tin, đó là nạn nhân tuần trước không phải người bị hại đầu tiên. Chẳng có lý nào hình giả Tật Phong lại thả kẻ bị phán xét về cả, trên lập trường của hung thủ, khả năng vô cùng nhỏ. Lúc chuẩn bị đi, tôi kêu mấy cảnh sát, bảo họ chia người đi hỏi thăm ngóc ngách thành phố xem gần đây có phát hiện thi thể vô chủ nào không, nhất là nam giới bị cụt hai tay. Bốn người chúng tôi theo Vương Công Tử về nhà riêng, tôi hỏi địa chỉ nhà hắn rồi gọi lão yêu tới, mang theo đồ nghề xem có thể tra được manh mối gì không. Vương Công Tử sống ở khu biệt thự xa hoa, trên đường đi vẫn còn vô sỉ cười nói với Tiểu Đào, Tiểu Đào, lần đầu nàng ghé nhà ta nhỉ. Tiểu Đào tập trung lái xe, chẳng thèm đếm xỉa tới Vương Công Tử, hắn ngượng ngùng ho khan một tiếng. Đi tới khu nhà, chúng tôi đã nghe tiếng ồn ào, bảo vệ tưởng lão yêu là kẻ trộm tới thám thính, đang đuổi ra ngoài. Lão yêu khăng khăng không chịu đi, đang cãi nhau với bảo vệ, Tiểu Đào bảo Vương Công Tử nhảy xuống giải thích. Sau khi lão yêu được giải thích, quay lại trông thấy Vương Công Tử thì ánh mắt lim dim hỏi tôi, Tiểu Tống Tống, bạn trai người đây à? Tôi mắng, đừng có làm ta ghê tởm, ta thà nhặt xà bông cho Ngô Mạnh Đạt cũng không tìm hắn. Sau đó nhỏ giọng nói với lão yêu, đây là nghi phạm, tối qua còn thuê người tới chặt chân tôi, may mà tôi ở hiền gặp lành. Thái độ lão yêu lập tức thay đổi 180 độ, đi tới chỉ vào mũi Vương Thiếu Thông, ta cảnh cáo ngươi nha. Tiểu Tống Tống là người của ta, ngươi mà làm gì tổn hại tới hắn là ta biến ngươi thành Trần Quán Hy thứ hai đấy. Vương Đại Lý la lên, hay quá, lại có hình khiêu dâm để xem. Tôi lườm hắn một cái. Chúng tôi vào bên trong, nhà của Phú Nhị Đại tất nhiên rất xa hoa, tới cái giá để giày cũng được mạ vàng. Trên tường treo một tấm ảnh lớn, là Vương Công Tử mặc vest, miệng ngậm nhành hoa hồng, ánh mắt đầy dục tính. Còn có một bức ảnh hắn chụp với một nữ ngôi sao nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc, quần áo hở hang. Ừ, thế mập mờ, Vương Công Tử lúng túng nói, ta đã sớm chia tay cô ấy, Tiểu Đào nàng đừng nghĩ nhiều nha. Tiểu Đào cười lạnh, không sao, giờ hảo cảm của ta với ngươi lại tăng thêm một bậc. Kẻ ngu cũng biết đây là lời nói đều. Vương Công Tử mở máy tính, lão yêu cắm một cáp USB kết nối với máy của mình, bắt đầu thao tác. Một client màu đen xuất hiện trên màn hình máy Vương Công Tử, hắn gõ ID và mật mã, sau đó dùng điện thoại xác nhận OTP, rồi đọc qua micro, đây là xác nhận bằng giọng nói, thủ đoạn bảo mật quá tinh vi. Màn hình nhảy ra một hàng chữ, Deep Live Broadcast, livestream giáo dục bản tính con người. Hoàng Tiểu Đào cười lạnh, một lũ nhà giàu bỏ tiền xem người khác tự hủy hoại để cầu sinh mà gọi là giáo dục bản tính. Giao diện trang web cũng giống các trang livestream bình thường, là những hình ảnh clip nhỏ. Tiểu Đào thử mở một cái, hiện ra hai cô gái mặc bikini đang ăn ly phân màu vàng. Vương Đại Lý che miệng nôn ọe, tởm quá.
Lão yêu cũng nhìn chằm chằm màn hình, miệng há tới ngực. Tiểu Đào click vào một clip khác, một gã đàn ông không mặc quần áo, dưới da có giòi bò lúc nhúc, hắn còn đang dùng xi lanh bơm giòi vào da mình. Cảnh này khiến ngay cả Vương Nguyên Thạch cũng cau mày, Tiểu Đào nói, quá ghê tởm, hàng ngày ngươi vừa ăn cơm vừa xem mấy cái này à? Sau đó còn một clip kinh hơn, là thứ mà tôi khó coi nhất từ khi biết tới Internet đến giờ. Đó là một webcaster đang thoa Vaseline vào cúc hoa, sau đó nhét một chai bia vào. Tôi nghĩ chỉ như vậy là xong, ai ngờ hắn nhảy cẫng lên, ngồi mạnh xuống khiến chai bia vỡ toang, máu chảy đầm đìa, chủ nhân clip đau đến khóc thét. Còn có một đôi nam nữ, người nam nhét con lươn điện vào chỗ kín của người nữ, sau đó phát livestream, một bên nhét một bên bị điện giật kêu thảm thiết. Còn có kẻ livestream cho ngón tay vào chảo dầu đang sôi, sau đó đưa lên miệng gặm tới trơ xương. Ngoài ra còn có đủ loại ái tử thi, cắt thịt, xuyên sắt vào cơ thể, khiến người xem rùng mình. Đám webcaster làm mấy trò bệnh hoạn trên Kuaisu mà xem mấy clip này có khi sẽ xấu hổ mà ngừng làm clip. Vương công tử nhỏ giọng nhắc nhở Tiểu Đào đổi clip khác, thì ra nàng đang nhìn chằm chằm vào một clip có tên như Lâm Kỳ Cảnh, chính là đủ loại tự tra tấn, thậm chí tự sát. Có mấy danh mục như Lâm Kỳ Cảnh, Hắc ám chân thực, tra hỏi nhân tính, quái thú hình người. Tiểu Đào mở cái thứ hai, Hắc ám chân thực là livestream phạm tội. Ví như phát sóng trực tiếp chuốc thuốc mê phụ nữ hay sàm sỡ trên xe bus, có một clip tôi thấy mấy thiếu niên đeo mặt nạ đang cười ầm ĩ, vừa cười vừa đấm đá một dân cảnh già. Người cảnh sát bị đánh máu me đầy mặt, cầu xin tha thứ, webcaster nhìn vào máy quay, nói, có thấy không, đây chính là bộ mặt thật của cảnh sát nhân dân. Hoàng Tiểu Đào đứng dậy, vung tay bất ngờ tát Vương công tử hai phát. Theo những gì tôi biết về nàng thì lần này nàng thực sự tức giận. Tiểu Đào mắng, ngươi tận mắt nhìn cảnh sát, nhân dân chịu nhục mà không báo án. Vương công tử ôm mặt, run lẩy bẩy, nếu ta tiết lộ bí mật, tiền giữ chân sẽ mất, còn hủy tài khoản của ta. Nghe vậy Tiểu Đào lại giơ tay lên, tôi ngăn lại, đừng kích động. Trong clip, đám thanh niên vẫn đang đánh cảnh sát, Tiểu Đào giận dữ nói, ta phải bắt đám oát con này. Lão yêu, tải video về phân tích. Tôi nói, không được, sẽ đánh rắn động cỏ. Đương nhiên Tiểu Đào biết việc gì nên ưu tiên, nàng cắn răng nén giận, tôi nói tiếp, phá xong vụ án, bắt tất cả đám này về xử tội. Nàng nói, không, vụ này đã không còn dừng lại ở việc bắt hai tên kia nữa, tôi phải phá cả cái hang ổ này. Nghe tới hai tên kia, tôi nhớ ra một chuyện, hỏi Vương công tử, có phải là còn livestream phát sóng cảnh nổ bom? Vương công tử bị bạt tai còn đang sợ hãi, không dám mở miệng, tôi nói, ngươi chỉ là khán giả, không tham gia trực tiếp, không coi là phạm pháp, mạnh dạn nói ra đi. Hắn nói người kia có biệt danh Bì Bì Hà Tối Cường, những thứ livestream ăn phân, tự hành hạ chỉ là bình thường, tiết mục đặc sắc chính là cho nổ đủ loại. Nổ xe hơi, nổ nhà vệ sinh, lợi hại nhất là có lần nhét bom vào trong bụng con heo, nổ tố máu thịt văng tung tóe. Bì Bì Hà Tối Cường và hình giả Tật Phong khả năng là quen biết. Từ tuần trước bắt đầu, nạn nhân bị hình giả Tật Phong giết, sau đó Bì Bì Hạ mang thi thể đi cho nổ. Vừa hủy thi diệt tích, vừa có tiết mục kích thích, khiến uy tín của hình giả Tật Phong trong diễn đàn gần đây tăng lên không ít. Chương 236, băng nhóm hacker. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, bản thân vụ nổ cũng là một màn trình diễn. Tôi hỏi, bây giờ có xem được mấy clip đó không? Vương công tử lắc đầu, không, mấy cái đó đều là livestream, một tuần phát sóng một lần, hơn nữa những clip này chỉ xem được lúc phát sóng, nếu mở lại sẽ chết máy. Client của đám hacker này quả thật tính bảo mật siêu cao, tôi nghĩ nếu lấy được source code về rồi chỉnh sửa lại có thể hữu dụng cho cơ quan tình báo. Tôi quay qua hỏi lão yêu có phát hiện gì không, hắn nói, xin lỗi, vừa rồi xem livestream nhập tâm quá, ta chẳng để ý gì cả. Tôi bực mình gắt, vậy ngươi ở đây có tác dụng gì? Lão yêu cười hề hề, tiểu tống tống, xem ngươi cáo kìa, ta trêu ngươi thôi. Vừa rồi ta theo dõi các luồng dữ liệu, thành viên nhận dữ liệu thông qua mã hóa phức tạp, ta không dám có động thái lớn, sợ bị phát hiện. Tôi nói, cái tên nói chuyện với ta trên diễn đàn hôm trước liệu có phải nhân viên nội bộ không? Lão yêu gật đầu, rất có khả năng, nếu không ở đâu lại có một đám người nhảy vào tấn công ta, trang web này không thể tấn công trực diện được. Tôi hỏi, bọn chúng lợi hại hơn ngươi? Lão yêu bị đụng chạm tự ái,
Chanh chua nói, mạnh hơn ta. Nực cười, chúng chỉ đông hơn ta mà thôi. Hacker đấu đá cũng tương tự người ta đánh nhau, đông hơn sẽ chiếm ưu thế. Bên này lão yêu có một động tác, bên kia đám người liền đồng loạt tấn công hắn, nháy mắt, làm tê liệt hệ thống, căn bản không có sức chống trả. Tôi hỏi, rốt cuộc ngươi có phát hiện gì không? Lão yêu cầm chai rượu vang trên bàn lên rót một ly, bưng lên mũi ngửi, ta mới kiểm tra cốt nền, phát hiện một chương trình giám sát liên tục nên đã thay đổi nó. Giờ cái máy tính này có thể mang ra ngoài mà vẫn truy cập được trang web. Tôi nói với Vương Thiếu Thông, chúng ta phải mang máy của ngươi đi, cả điện thoại di động nữa. Hắn nói, còn việc xác minh giọng nói thì sao? Lão yêu dựa đầu vào ghế, nhấp ly rượu vang, cái này rất đơn giản, mã xác minh đều là ký tự và con số riêng lẻ. Bảo lát nữa hắn đọc bảng chữ cái và số đếm một lượt làm bản sao, giả tần số giọng nói đối với ta là trò trẻ con. Lúc đầu Vương công tử không muốn giao điện thoại, nhưng dưới sự cương quyết của tôi và Tiểu Đào, hắn đành nhắn một tin nhắn cho tất cả danh bạ rằng mình đổi số, sau đó đưa cho tôi. Vương công tử không cần theo về cục, lúc rời đi hắn đuổi theo nói, Tiểu Đào, hy vọng nàng hiểu cho ta, cuộc sống riêng của ta có một số chuyện nàng thấy kỳ quái. Tiểu Đào lạnh lùng, nghi phạm Vương, bớt nói đi, không khéo lại lộ thêm chuyện khác. Mặt Vương công tử như bị dội gáo nước lạnh, xuống dưới lầu Vương đại lý vỗ đùi cười ha hả, nghi phạm Vương, tuyệt quá hà há. Tiểu Đào ngửa mặt lên trời thở dài, ấy vậy mà cha ta lại muốn gả ta cho loại người này. Tôi nói, thì như hắn nói, mỗi người có cuộc sống riêng, cha cô bình thường cũng không tiếp xúc người ngoài giới. Trông thấy tiểu tử này có sự nghiệp, tiền tài đã nghĩ là tốt, nào có biết bên ngoài nạm vàng, bên trong thối rữa. Vương đại lý lấy tay vuốt tóc, cha tỷ nên biết thêm loại điều ti chính trực như tôi. Hoàng Tiểu Đào lườm hắn, nói, nghèo với chính trực là hai dấu hiệu không thể đánh đồng, nói thế này mới đúng, khi còn nghèo. Người ta không có cơ hội làm chuyện xấu, một khi có nhiều tiền, đứng trước các lựa chọn, mới bộc lộ đúng bản chất con người. Vương đại lý thở dài, vậy tới bao giờ tôi mới được biết bản chất của mình? Tiểu Đào nói, đừng nên tự ti, tiền đồ của ngươi còn dài, chắc không nghèo cả đời đâu. Vương đại lý cười ha hả, cảm ơn tỷ đã chúc phúc, chờ tới lúc tôi có tiền sẽ không quên người tỷ tỷ này. Nói thật, lúc đó Vương đại lý đúng là điều ti nhất trong số chúng tôi, nhưng mấy năm sau hắn lại lột xác thành Vương Tổng, là người giàu nhất trong bọn, cuộc sống thật là nhiều khúc cua bất ngờ. Lão yêu với đại lý ngồi xe Vương Thúc, về tới cục, đại lý kể cho tôi, suýt nữa thì Vương Nguyên Thạch đánh chết lão yêu. Trên đường hắn cứ hỏi này hỏi nọ, tay còn lén lút sờ ngực với bắp tay Vương Thúc, tên lão yêu này đúng là điếc không sợ súng, cả Vương Nguyên Thạch mà hắn cũng dám trêu đùa. Mấy cảnh sát tôi nhờ ra ngoài tìm kiếm đã mang hồ sơ về, quả nhiên nửa tháng trước có phát hiện một thi thể nam giới ở bờ sông, hai tay bị vật sắc bén chặt đứt. Phân cục khu đó đã lập án điều tra, Tiểu Đào sai người đi làm thủ tục để mang hồ sơ vụ án về, tiếp nhận. Tôi suy tư, quả nhiên hung thủ không cho nạn nhân sống sót, lúc đó chắc là hắn chưa hợp tác với Bì Bì Hà cho nên không dùng thuốc nổ hủy thi, mới không lọt vào tầm mắt chúng ta. Tôi nghĩ nạn nhân này do hung thủ tự tay giết chết, nếu được nghiệm thi sẽ tìm được gì đó. Một cảnh sát đáp, vụ án xảy ra nửa tháng trước, thi thể đã bị pháp y giải phẫu rồi. Tôi hỏi, giải phẫu xong, thi thể để đâu? Hỏa táng. Cảnh sát trả lời. Tôi thở dài thườn thượt, thường ngày cục cảnh sát nhận nhiều thi thể hơn người ta nghĩ, không thể cất tất cả ở phòng giữ xác được, cái nào giải phẫu khám nghiệm xong sẽ mang đi hỏa táng. Tiểu Đào nói, quy tắc giải phẫu khám nghiệm là phải ghi hình lại. Tống Dương, lần này không có thi thể, liệu xem video anh có tìm được gì không? Tôi nói, cũng chẳng có lựa chọn nào khác, mang video tới xem chút đi. Công việc buổi chiều là làm việc trên máy tính, chúng tôi xem livestream trên máy Vương Thiếu Thông, cố gắng nắm bắt thông tin, xác định vị trí của đám webcaster, mong muốn bắt được hình giả Tật Phong về xử tội. Lão yêu cắm đầu giải mã số liệu, hòng tìm được IP của đối phương. Tôi ngồi trong phòng Tiểu Đào xem video giải phẫu tử thi, Vương đại lý thì không dám nhìn, đã chuồn mất. Đang xem thì Tiểu Đào đi vào, tay cầm ly Starbucks, hỏi, có tìm được gì không? Tôi nói, vẫn đang tìm. Nàng bảo tôi dịch sang một bên, sau đó ngồi xuống chung ghế, cơ thể sát vào làm tôi căng thẳng, nàng nói, tôi xem cùng anh. Từ lúc làm việc cùng anh tới giờ, hình như chưa xem giải phẫu pháp y đúng nghĩa lần nào. Tôi tua video, xem lại từ đầu.
Trong video là một bác sĩ pháp y và trợ lý. Đầu tiên là kiểm tra bên ngoài thi thể, nạn nhân là nam giới chừng 40 tuổi. Cơ thể nạn nhân có nhiều vết máu bầm chỗ đậm chỗ nhạt, bàn chân có một vết xiết rất rõ ràng, diện tích rộng, không giống như dây thừng lưu lại. 2/3 hai cánh tay tính từ cùi chỏ bị vật sắc bén cắt đứt, pháp y cho rằng đây là dùng rìu chặt, suy đoán này sai bét, rìu rất khó chặt một nhát đứt rời cánh tay được. Mặt nạn nhân vô cùng hoảng sợ, mắt trừng lớn, miệng há hốc, có vẻ trước khi chết đã trải qua gì đó vô cùng kinh khủng. Pháp y kiểm tra đồng tử, phán đoán thời gian tử vong là 2 ngày trước, tôi nhìn chằm chằm, nói, sống mũi có một vết thương. Pháp y trong video đúng là có mắt như mù, không để ý, tiếp tục kiểm tra vị trí khác. Pháp y cậy miệng nạn nhân, nói, không có dấu hiệu trúng độc. Tôi nôn nóng, nhìn móng tay đi. Một người trúng độc, trên móng tay sẽ thể hiện rõ nhất, phần gốc biến thành màu đỏ tím, nhưng pháp y lại coi thường bỏ qua. Tiểu Đào phì cười, xem anh kích động kìa, cứ như đang xem đá banh ấy. Tôi nói, đúng vậy đấy, tâm trạng của tôi bây giờ không khác gì đang xem đội Trung Quốc thi đấu đâu. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 237, kẻ bất kính với phụ mẫu, giết. Pháp y kiểm tra xong bên ngoài thì bắt đầu giải phẫu, Tiểu Đào hỏi, anh thấy tay nghề ông ta ra sao? Tôi gật đầu, tay nghề khá chuyên nghiệp, quá trình cắt xương sườn, lấy nội tạng rất liền mạch, cảm giác phải có 10 năm kinh nghiệm làm pháp y trở lên chỉ là có hơi. Tiểu Đào cười, có hơi gì, Tống Đại Thần thám, hơi máy móc quá. Tôi nói, một pháp y nếu giải phẫu nhiều thi thể, dần dần sẽ tạo thành một thói quen cố định, xem mắt, cạy miệng, sau đó kiểm tra cơ thể. Quy trình này quả thật có bài bản, rõ ràng mạch lạc, nhưng lại rất dễ bỏ sót một vài chi tiết. Xác chết không phải là xe hơi sản xuất theo dây chuyền, cứ kiểm tra một kiểu là được, rất nhiều pháp y làm việc lâu năm sẽ mắc phải thói quen này. Tiểu Đào gật đầu, anh thật là gãi đúng chỗ ngứa. Sau khi vụ án kết thúc, tôi nghĩ có thể mở hội thảo nghiên cứu chuyên đề, cải tiến phương pháp khám nghiệm tử thi. Tôi cười, cô trêu tôi đấy à? Tiểu Đào lắc đầu, không, tôi nghĩ như vậy thật mà. Tôi chăm chú xem quá trình lấy nội tạng, qua màn ảnh thì rất nhiều chi tiết không được rõ, liền tua ngược lại, xem hình dáng ban đầu của nạn nhân. Nhập tâm quá mức, lúc video tới đoạn pháp y lật nạn nhân lại, tôi nói, đại lý, mang ô đỏ tới đây. Quay đầu lại, chẳng thấy đại lý đâu, chỉ có Tiểu Đào đang cười đều, tôi lúng túng nói, xin lỗi, nhập tâm quá. Tiểu Đào nói, lúc anh nghiêm túc rất đẹp trai. Tôi ngại ngùng cười cười, tua video lại một lần, có một đoạn xem đi xem lại, Tiểu Đào hỏi tôi đang xem cái gì, tôi nói, xương bả vai có vết thương. Cô xem, lúc cử động, bả vai có một chỗ gồ lên khó phát hiện, có thể là gãy xương, chắc do hung thủ dùng vật nặng đập vào. Tiểu Đào kinh ngạc nói, ghê vậy, qua màn hình mà cũng phát hiện gãy xương. Tôi chăm chú nhìn màn hình, thở dài, trong lòng giống như mấy tên ngốc xem phim 18 cộng ban đêm, để ta thay, để ta thay. Vết thương chí mạng nằm ở lưng nạn nhân, là một vết đâm xuyên từ trên xuống. Pháp y nói, vết thương nghi là do vật có hình dáng cái rùi. Từ góc độ đâm cho thấy hung thủ cao hơn nạn nhân. Tôi tua lại đoạn này 5-6 lần, lắc đầu liên tục, nhầm to, hung thủ lùn hơn nạn nhân, hung khí cũng chẳng phải cái rùi. Tiểu Đào hỏi, thế nó là cái gì? Tôi đáp, một cái móc nhọn. Hung thủ dùng cái móc móc vào sau lưng người chết, nếu hắn không quỳ thì nhất định là một tên lùn, chỉ cao khoảng 1m60. Hình dạng vết móc đâm vào khá giống với đầu nhọn của cái rùi, nhưng lưỡi móc thì cong, lúc rút ra sẽ làm rách da thịt. Cô xem trên miệng vết thương có phải là có mảnh da bị tách ra hai bên không? Hoàng Tiểu Đào dí sát mặt vào màn hình, nhìn nửa ngày mới nói, hình như là vậy. Tôi bảo nàng mang con dao mổ tới, Tiểu Đào mơ hồ hỏi, anh cần dao làm gì? Tôi nói, tất nhiên là, có tác dụng. Hoàng Tiểu Đào tới phòng pháp y lấy dao mổ, tôi cầm lên so sánh với video, nàng chợt hiểu ra, tôi biết rồi, anh đang dùng dao mổ làm vật tham chiếu, quá thông minh. Dao mổ của pháp y đều có chung kích cỡ, tôi lấy dao làm vật tham chiếu tính toán chiều dài của vết thương, sẽ biết được độ lớn của hung khí. Tôi tính toán một chút, vẽ một đường cong trên tờ giấy, hung khí có vẻ lớn như vậy. Hoàng Tiểu Đào xoa cằm ngẫm nghĩ,
móc câu lớn như vậy, bình thường kiếm đâu ra, trừ khi là móc trong lò mổ. Chợt hai mắt nàng sáng lên, thành phố chỉ có 3 lò mổ, tôi lập tức cho người đi thăm dò. Vừa nói nàng vừa vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Cứ có đầu mối là Tiểu Đào gấp hơn ai hết. Tôi tiếp tục xem video, việc giải phẫu có ý nghĩa không lớn đối với tôi, nhưng thứ trong dạ dày lại là một manh mối quan trọng. Nạn nhân ăn gì lúc còn sống, có thể lấy được nhiều thông tin trong đó, đương nhiên pháp y sẽ không xem nhẹ việc này. Pháp y mổ dạ dày nạn nhân ra, đổ chất lỏng bên trong vào một cái đĩa nhôm, phân loại. Có một chút rau và thịt còn chưa tiêu hóa, nghe pháp y ung dung phân tích mà tôi chỉ hận không thể cúi vào trong màn hình để ngửi. Đột nhiên trợ lý kêu một tiếng, đây là cái gì? Pháp y lôi trong dạ dày ra một cuộn giấy nhỏ, bởi vì đã ướt đẫm, mở ra sẽ hư hại nên pháp y bảo trợ lý mang sang tổ kỹ thuật hóa nghiệm. Tôi tắt máy tính, sang tìm Tiểu Đào, nói với nàng, pháp y phát hiện trong dạ dày nạn nhân có một cuộn giấy, có ở phòng tang chứng không? Nàng đáp, để tôi sai người xuống phân cục lấy, chắc phải chờ một lát. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sắp tối, Tiểu Đào nói, hay là anh cứ về trường đi, sáng mai lại tới, giờ có gấp cũng vô ích. Tôi hỏi, hôm nay thứ mấy nhỉ? Nàng đáp, thứ tư, sao vậy? Từ giờ tới chủ nhật tổng cộng 4 ngày, khả năng hung thủ đang tìm kiếm nạn nhân tiếp theo, tệ hơn là có thể đã nhốt nạn nhân lại, tôi không dám nói ra sợ Tiểu Đào nản chí. Tôi định nói thôi để mai xem thì lão yêu hào hứng chạy tới, Tiểu Tống Tống, có video để xem rồi. Tôi kinh ngạc, video gì? Lão yêu dương tự đắc nói, video hung thủ giết người, ta khôi phục được nó, bội phục ta chưa? Hắn giải thích một chút nguyên lý, thực ra video trên mạng đều được lưu trữ dưới dạng nào đó, ngay cả website đó cũng không ngờ tới có người khôi phục được tệp video, cho nên không đề phòng. Tôi gọi điện cho Vương đại lý, qua điện thoại cũng nghe được tiếng ồn đặc trưng trong tiệm net, hắn còn vô liêm sỉ nói là đang ở thư viện, tôi mắng, mau về đây. Tất cả tới một phòng họp, mở máy chiếu lên, lão yêu khôi phục toàn bộ video mà Vương công tử từng xem, theo thao tác của hắn. Một hình ảnh hiện lên màn ảnh, lão yêu nói, khả năng hình ảnh có chút hư hại, có điều không ảnh hưởng tới việc xem, chúc mọi người vui vẻ. Mọi người đều lườm lão yêu, rất nhanh thì video bắt đầu, sự chú ý liền rời qua màn hình. Màn hình là một màu đen, chỉ có thể nghe tiếng một nam giới thở dốc, hét, thả ta ra, đây là đâu? Cứu mạng. Một giọng nói đã qua chỉnh sửa cất lên, ngươi biết mình phạm tội gì không? Người kia cuồng loạn la, đồ điên, 18 đời tổ tông nhà ngươi, mau thả ta ra. Giọng nói kia giễu cợt, ngươi được cha mẹ ban cho tay chân, lại ngược đãi mẹ đẻ ra mình, mà không có chút hối cải nào. Cho nên hôm nay ngươi ở đây, nhận sự phán xét của địa ngục, trước mắt ngươi là một lựa chọn. Đột nhiên đèn bừng sáng, căn phòng kín có một nam giới bị trói vào cơ quan hình chữ đại, tay chân bị trói chặt. Trên mỗi cánh tay và phần đùi đều có một lưỡi đao sắc bén kề vào, chỉ cách da thịt mấy cm, hắn không ngừng giãy giụa chửi mắng. Giọng nói kia lại cất lên, cơ quan này là ta đặc biệt bố trí cho ngươi, trên đó có một hệ thống tự động, ngươi rút hai tay ra thì sẽ mất hai chân, bò ra ngoài như một con chó. Nếu ngươi rút hai chân thì sẽ mất hai tay, từ nay không tự làm việc được. Nghe nói vậy, nạn nhân gào lên, mắng chửi rất khó nghe, hung thủ lại chẳng thèm quan tâm, đưa ra lựa chọn đi, thẩm phán địa ngục tẩy rửa tội lỗi của ngươi. Chương 238, cỗ máy chặt tay. Nạn nhân nằm trên cỗ máy vừa khóc vừa chửi, mặc dù biết trước kết cục của hắn nhưng ai trong chúng tôi cũng cảm thấy hồi hộp thay. Tôi nghe trong video có tiếng đồng hồ điện tử kêu tích tích, biểu hiện của nạn nhân cũng ngày càng khủng hoảng. Tôi nói, trong phòng có bom hẹn giờ. Xem ra hung thủ chỉ cho nạn nhân một thời hạn nhất định để chạy thoát. Lão yêu đáp, ban ngày ta tua tới cuối xem thử, không có phát nổ, có thể là giả. 4 phút trôi qua, nạn nhân khóc nước mắt nước mũi đầm đìa, có vẻ thần kinh sắp sụp đổ, đột nhiên hét lớn một tiếng, dùng sức rút chân ra. Tiểu Đào căng thẳng nắm chặt tay tôi, có thể cảm nhận lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi. Nạn nhân rút chân phải ra, nhưng lưỡi đao trên cánh tay không động đậy, hắn lộ ra biểu hiện thoáng mừng rỡ, không chỉ riêng hắn, chúng tôi đang xem cũng thở phào. Một giây tiếp theo, đột nhiên lưỡi đao sập xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nạn nhân không kịp ý thức, mấy giây sau nhìn thấy cánh tay bị đứt rời mới kêu gào thảm thiết, vết thương máu phun xối xả, văng đầy đất, thậm chí bắn cả lên ống kính máy quay.
Vương đại lý thấy cảnh này thì hét toáng lên, nhưng không ai trách hắn, mọi người đều cảm nhận được sự đau đớn, thống khổ, bất lực mà nạn nhân đang phải chịu. Mất máu quá nhiều, sắc mặt nạn nhân dần trắng bệch, môi cũng trở nên nhợt nhạt, cơ thể run bần bật có lẽ do thiếu hồng cầu. Nạn nhân cắn răng, rút nốt chân còn lại ra, cánh tay trái sau đó cũng bị chặt đứt. Giơ hai cánh tay cụt lên, hắn loạng choạng bước xuống cỗ máy, lải đảo rời khỏi khung hình. Tiểu Đào nói, bị chặt đứt hai tay, hắn chắc là không thể sống. Tôi gật đầu, với tốc độ mất máu như vậy, trong vòng 5 phút nếu không kịp thời cấp cứu thì căn bản là không sống được. Nhưng nạn nhân này cơ thể cường tráng, cho nên trước khi bị choáng có thể cố sức chạy được một đoạn, chắc là hung thủ sẽ giết hắn trong lúc này. Lão Yêu tắt video, bật đèn lên, trong phòng là những tiếng thở mạnh, mấy cảnh sát phải châm thuốc hút, tay cũng run rẩy. Tiểu Đào tức giận nói, lúc đó có cả đống người xem cảnh này, mà không có một ai lương tâm trỗi dậy báo cảnh sát, nhân tính thật xấu xa. Tôi nói, trang web này có luật lệ nghiêm khắc, có thể xem những livestream này đều là thành viên VIP có quyền hạn cao nhất. Bọn họ sớm đã thường xuyên xem rất nhiều thứ xấu xa, độc ác, nội tâm có lẽ đã chai lì, trong mắt chỉ là một màn giải trí. Tiểu Đào nói, vào nhà hàng Bảo Ngư thì đã quên đi mùi hôi của nó. Tôi đáp, không sai. Một chút nghỉ ngơi để mọi người lấy lại tinh thần, sau đó Lão Yêu nói, tiếp tục xem chứ. Tiểu Đào nói, trước mắt không cần vội, phát lại video vừa rồi đi. Chúng tôi xem lại đoạn video, được 1/3, Tiểu Đào hô dừng, bảo mọi người phân tích địa điểm. Các cảnh sát phát biểu ý kiến của mình, có người nói mặt tường sơn có chỗ ẩm mốc, chắc là căn phòng nằm gần bờ sông. Người khác nói bảo tổ kỹ thuật xử lý một chút, xem kích cỡ bóng đèn để tìm hãng sản xuất. Căn phòng trong video vô cùng sạch sẽ, gần như không có manh mối gì, Tiểu Đào hỏi ý kiến của tôi cũng chỉ biết lắc đầu. Bỗng đại lý nói, Tiểu Đào tỉ tỉ, tôi có phát hiện, hình như cơ quan đẩy lưỡi dao xuống là máy thủy lực, theo tôi nghĩ thì là tháo ra từ máy móc nông nghiệp, có thể điều tra điểm này không? Tiểu Đào cười, không ngờ ngươi cũng có ích đấy, đại lý. Rồi quay qua nói với tôi, Tống Dương, lần này anh bị đại lý hạ thấp rồi. Theo lời nhắc của đại lý, tôi nghĩ ra một chuyện, bảo Lão Yêu tua nhanh video một chút, tới đoạn cơ quan khởi động. Đúng như tôi nghĩ, lúc cơ quan chạy, ánh đèn chợt trùng xuống, lập tức nói, cỗ máy này công suất rất lớn, khiến cả mạch điện bị ảnh hưởng, liệu có thể tới hỏi nhà máy điện xem hôm đó nơi nào trong thành phố tiêu thụ điện đột biến không? Tiểu Đào nói, ý nghĩ của anh rất hay, nhưng cách làm thì hơi khó. Bất kỳ máy móc điện tử nào có công suất lớn đều có thể khiến lượng điện năng tiêu thụ đột biến, mà hầu như trong hộ gia đình nào cũng có một thứ như vậy. Tôi nói, một điểm thì khó điều tra, vậy chúng ta biến nó thành một sợi dây. Tiểu Đào thắc mắc, biến thành dây. Tôi hỏi Lão Yêu, khoảng cách hai lần lưỡi dao sập xuống cách nhau bao lâu, Lão Yêu click chuột mấy cái, nói, 43 giây. Tôi nói, hai lần dùng điện đột biến cách nhau 43 giây, thời gian trong ngày 8 tháng 3, khoảng 21 giờ, phạm vi này được chứ? Tiểu Đào cười, anh đúng là thông minh, để tôi phái người đi điều tra. Ngoại trừ ý kiến của tôi, mọi người còn đóng góp được một ý kiến khá đúng đắn. Đó là hung thủ không thể một mình chế tạo những bộ phận này, nhất định phải đi mua, có thể tìm chuyên gia phân tích những chi tiết. Trong cỗ máy, tìm ra nơi sản xuất. Tiểu Đào ghi hai điểm này vào sổ tay, sau đó chúng tôi bắt đầu xem video thứ hai. Cũng giống như video thứ nhất, mở đầu là một màn tối đen, chỉ nghe tiếng đàn ông thở dốc. Theo tiếng thở có thể cảm nhận người này tuổi tác tương đối lớn. Giọng nói đã được xử lý cất lên, biết tại sao ngươi ở đây không? Nạn nhân kêu khóc, cầu xin ngươi thả ta ra đi, trên ta còn có mẹ già, dưới còn con nhỏ, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng, bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Giọng nói kia lạnh lùng, ngươi là một kẻ ích kỷ, vô lương tâm, hút thuốc nơi công cộng mà còn phỉ nhổ vào lòng tốt nhắc nhở của mọi người. Cho nên hôm nay ngươi phải tới đây, chịu sự xét xử của thẩm phán địa ngục. Ngươi bắt người khác phải ngửi mùi khói thuốc, bây giờ sẽ tới lượt ngươi phải ngửi mùi khói từ chính cơ thể mình. Một ánh lửa từ từ hiện ra, chỉ thấy trên đất có một cái hố, trong hố là than cháy đỏ rực. Lần này không bật đèn, ánh sáng tới từ đống than này. Trên miệng hố có một người mặc giáp đồng, giống hệt bức vẽ của lão già trong tù, chỉ khác về chi tiết bộ giáp. Nạn nhân đứng sát vách tường, không dám cử động, sợ đạp phải than hồng bên trong. Giọng nói kia tiếp tục, ngươi cũng thấy đấy, cửa ra ở ngay phía trước,
ngươi phải đi qua đám than này mới có thể thoát thân. Nếu không quyết định, nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, sẽ nướng chín ngươi luôn, hãy nhận sự trừng phạt cho tội lỗi của mình đi. Hoàng Tiểu Đào thở dài, nhìn những hình ảnh như vậy, tôi nghĩ đáng hận nhất không phải là hung thủ, mà là những lời khen ngợi, tán dương của đám khán giả kia. Chính bọn họ cổ vũ sự độc ác của hung thủ, hay nói cách khác bọn họ thậm chí đang nuôi dưỡng những tên sát nhân tâm lý méo mó. Tôi nói, đồng ý kiến. Tiểu Đào hô tạm dừng, hỏi mọi người hai căn phòng có phải là một không, mọi người đều đưa ra ý kiến khác nhau. Lão Yêu nói, cái này thì đơn giản, để ta. Hắn mở một phần mềm đồ họa, dựng hai mô hình 3D của hai căn phòng, đặt chung vào một chỗ sao cho các mép tường khớp vào nhau. Kết quả phát hiện căn phòng thứ hai rộng hơn một chút, rõ ràng không phải cùng một nơi. Tôi bỗng la lên, lão Yêu, ngươi phóng to căn phòng thứ hai lên, trên tường hình như có thứ gì đó. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 239, Phong tỏa hung thủ. Lão Yêu phóng đại căn phòng, trên tường có một lớp sơn vôi lốm đốm, xen lẫn những chấm đỏ. Đây là một khối màu tương đối chuẩn, có vẻ là một khẩu hiệu, nhưng các ký tự thì không nhìn rõ. Tôi viết viết trong lòng bàn tay, thử đi thử lại, nhận ra trong đó có một chữ thử, liền hỏi, biểu ngữ nào có chữ thử? Vương Đại Lý la lên, đánh ngã ngưu quỷ xà thần. Tôi lườm hắn một cái, có chữ thử không? Lão Yêu nói, thử tiêu nhất điểm, xuất sắc vô hạn. Lúc còn ngu ngơ ta vào quán nét thấy bên, trong viết như vậy, ý kiến này của hắn có vẻ không có ý nghĩa, bởi những chữ còn lại không giống. Vương Nguyên Thạch lạnh nhạt nói, phòng chuột, diệt chuột, trách nhiệm nặng nề, tương đương một vựa lúa. Tôi dùng tay viết viết, quả nhiên giống hết, Tiểu Đào ghi manh mối này vào sổ, rồi bảo lão Yêu tiếp tục phát video. Nạn nhân trong video cầu xin một hồi, rốt cuộc lấy hết can đảm bước xuống hố than. Vừa đặt chân xuống hắn lập tức rút về, kêu gào ầm ĩ, một lát sau mới cố tiếp tục. Có thể tưởng tượng lúc đó nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, hắn bị bọc bởi bộ giáp kim loại kín như bưng, nhất định là cả người đẫm mồ hôi, hít thở khó khăn. Nạn nhân cố sức chạy thật nhanh, nhưng trên bộ giáp có lò xo nối ở các khớp, khiến không thể di chuyển nhanh được, bước chân cũng không được dài. Chi tiết này tôi không ngờ tới, vậy mà lão già trong tù lại nghĩ đến, hoặc hắn là kẻ biến thái, hoặc hắn và hung thủ có liên hệ gì đó. Nạn nhân vừa gào khóc vừa chật vật đi trên đống than, tới gần cửa ra đột nhiên ngã xuống, cả người chìm trong đống than dãy ruộng, than bị va chạm khiến đốm lửa văng tứ tung. Chúng tôi nín thở nhìn nạn nhân dãy ruộng chừng nửa phút, cuối cùng không cử động nữa. Trong video ngoài tiếng tí tách của than, còn có tiếng xèo xèo của thịt cháy, mỡ chảy ra từ bộ giáp rơi vào than hồng bốc lên từng ngọn lửa nhỏ. Tâm trạng tôi vô cùng khó chịu, cố gắng kìm chế không phát ra tiếng thở dài, không khí trong phòng cũng ngột ngạt vô cùng. Tay Tiểu Đào run rẩy, cất cao giọng, nói, củng cố tinh thần, chúng ta tiếp tục phân tích video, tranh thủ thời gian bắt tên biến thái này càng sớm càng tốt. Tôi bảo lão Yêu, tua lại đoạn nạn nhân ngã xuống đi. Lão Yêu tua ngược video, phát lại 3 lần, tôi bảo hắn cho phát chậm từng khung hình, tới một đoạn, tôi bảo hắn dừng. Trên hình có một vật thể dài trong đống than, bị nung đỏ rực. Tôi nói, trong hố có một thanh sắt hình hộp, hung thủ cố ý làm nạn nhân bị ngã, cái gọi là thẩm phán địa ngục cơ bản là không có sự công bằng. Tiểu Đào cũng đồng tình, ngoài miệng nói công bằng, thật ra âm thầm điều chỉnh, thật hèn hạ. Lão Yêu phóng to hình ảnh lên, mọi người phân tích đoạn thép, trông giống như một khúc trên đường dây tàu hỏa, nhưng thứ này bình thường không kiếm ra. Một cảnh sát đứng tuổi, có kinh nghiệm nói, đây không phải sắt hộp, đây là sắt hình chữ Y, chính là sắt chịu lực trần nhà, cái này là sắt phi 64, ta biết nhà máy sản xuất nó. Tiểu Đào lập tức ghi manh mối này vào sổ, những người khác lần lượt cho ý kiến, chủ yếu là tập trung vào các chi tiết trên bộ giáp. Tôi suy nghĩ một hồi, nói, đoạn sắt này chắc là rất nặng. Người cảnh sát già gật đầu, ít phải 30-40 kg. Tôi nói, hung thủ cao không tới 1m6, rất có thể không nhấc được. Tiểu Đào cau mày, quan điểm của anh hơi quá rồi, dù tôi là phụ nữ, nhưng vật từ 3-40 kg cố sức vẫn nhấc được. Tôi chỉ vài hình ảnh, giải thích, cô xem, hố, trên đất là mới đào, bộ phận giáp đồng cũng rất nặng, cộng thêm thanh sắt, hung thủ lại hẳn là một người lao động trí óc,
đối với những việc nặng này có lẽ hơi quá sức. Tôi nghĩ kẻ hỗ trợ hắn chính là cuồng ma thuốc nổ Bì Bì Hà. Tiểu Đào nói, cái này thì ai chả biết. Tôi tiếp tục, Bì Bì Hà gia nhập sẽ khiến cách thức phạm tội của hung thủ thay đổi rất nhiều. Hẳn là lúc không có ai, hai người này rất thân cận, có thể ở chung một chỗ, có nghĩa là chúng ta có thể lần tìm manh mối từ trên video nổ xác của Bì Bì Hà. Tiểu Đào gật đầu, nếu vậy, manh mối sẽ trở nên nhiều hơn. Tôi bảo lão yêu phát video của Bì Bì Hà thử, hắn lục lọi hồi lâu, bởi trên video không có tiêu đề, trong lúc thử mở để tìm, không ít nội dung tẩm lợm hiện ra khiến mọi người bỏ cơm cả ngày. Rốt cuộc lão yêu cũng tìm được mấy tệp bắt đầu bằng chữ Z, tất cả đều là video của Bì Bì Hà. Hắn mở video thứ nhất, trên màn hình xuất hiện một kẻ đeo mặt nạ nhìn vào máy quay, dáng người cao to vạm vỡ, mặc áo vest lộ ngực, có một số hình xăm, toát ra một kẻ vô cùng thô lỗ. Tiểu Đào nói, kiểu người này rất dễ thấy. Nơi quay livestream của Bì Bì Hà là một toilet công cộng, mặc dù giọng nói đã được xử lý nhưng vẫn lộ ra âm điệu hưng phấn. Vừa giảng giải, vừa gắn những khối thuốc nổ vào toilet, sau đó rút lui ra khỏi màn hình. Lát sau có một nam giới tới đi nặng, đang ngồi xổm thì đột nhiên đoàng một tiếng, giật mình ngã bệt xuống bồn cầu. Hắn vội cuống cuồng kéo quần bỏ đi, trên màn hình hiện lên một icon cười chảy nước mắt. Sau đó lại có một người khác đi vào, Tiểu Đào hỏi, video này còn dài không? Lão yêu đáp, 4 tiếng đồng hồ. Tiểu Đào khoát tay, khỏi xem nữa, đổi cái khác đi. Livestream của Bì Bì Hà đúng là nhàm chán, chẳng trách không nổi tiếng. Tới video thứ hai mở ra, tất cả mọi người đều ồ lên, thậm chí có người đứng dậy, bởi nơi này chính là căn phòng than hồng kia. Tiểu Đào nói, Tống Dương, đúng như anh dự đoán, hai kẻ này quả là thân cận. Lần này Bì Bì Hà nhét một khối thuốc nổ vào bụng con heo, nói là heo sống nhưng thực ra chỉ còn thoi thóp, Tiểu Đào không muốn xem, bảo lão yêu nếch. Tôi nói từ từ, chăm chú xem video, Tiểu Đào hỏi tôi phát hiện điều gì, tôi nói, đây là một con heo nái giả. Uệ, Vương Đại Lý ngồi đằng sau làm động tác hộc máu, nói, chăm chú xem nửa ngày, ngươi phát hiện ra cái này. Không ít cảnh sát cũng che miệng cười, tôi hỏi, thường ngày mọi người đã ăn thịt heo nái giả chưa? Tiểu Đào vốn đang lơ mơ, đột nhiên hai mắt sáng lên, đúng rồi, căn cứ vào chế tài nông nghiệp Trung Quốc. Thịt heo nái giả không đủ tiêu chuẩn bán ra thị trường, nếu hết khả năng sinh sản sẽ được đưa đi chợ tử, chi cục nông nghiệp sẽ cho một khoản bồi thường. Tất nhiên cũng có vài lái buôn bất chấp băm thành nhân bánh bao bán cho các cửa hàng. Nhưng vừa rồi Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm mới mở đợt càn quét. Trên thị trường hiện nay cơ bản là không có thịt heo nái giả. Tôi tổng kết lại, nói tóm lại là người bình thường sẽ không kiếm được heo nái giả. Người thứ nhất chết vì móc sắt, Tiểu Đào phân tích là móc trong lò mổ, sau đó video này Bì Bì Hà lại kiếm được một con heo nái. Từ hai điểm này có thể suy ra công việc hàng ngày của Bì Bì Hà có liên quan tới lò mổ. Chương 240, tái hiện hiện trường. Hoàng Tiểu Đào gõ gõ ngón tay, manh mối quan trọng, Nam Giang chỉ có 3 lò mổ, tên này vóc dáng to cao, còn xăm hình, phái đại lý đi cũng có thể tìm được hắn. Vương Đại Lý nhổ nước bọt nói, Tiểu Đào tỉ tỉ, đừng lôi tôi ra làm ví dụ được không? Giờ đã là 23 giờ, Tiểu Đào bảo mọi người về nghỉ, sáng mai tới phục sẵn ngoài cửa 3 lò mổ, nhân lúc công nhân đi làm, bắt Bì Bì Hà. Mặc dù nói vậy nhưng không ai đứng dậy, mọi người vẫn muốn nán lại xem video để tìm thêm manh mối. Video tiếp theo, Bì Bì Hà đứng trong nhà nạn nhân thứ hai, trên cái giường phía sau là một bao tải, bên trong hình như chứa một cái xác. Hắn đeo mặt nạ, nhìn vào ống kính, nói, các vị khách quan, hôm nay chúng ta xem một màn kích thích, đó là cho nổ cơ thể người. Mau tặng tên lửa đi, đủ 1.000 cái thì màn diễn sẽ bắt đầu. Vương Nguyên Thạch nói, âm sắc của người phương Bắc. Đại lý bắt trước, nói, các vị khách quan, hảo hảo. Tôi lườm hắn một cái, chẳng biết chỗ nào nên đùa, đây là lúc để đùa cợt ư. Bì Bì Hà bắt đầu lắp đặt thuốc nổ, đoạn này chúng tôi tua nhanh, cuối cùng hắn mở cái bao tải ra, khiêng thi thể lên, tôi bảo lão yêu tạm dừng, nhìn kỹ cái xác một lượt rồi bảo hắn tiếp tục. Nội dung sau đó cũng giống suy luận của tôi, đó là cho nổ toàn bộ ngôi nhà và thi thể. Video sau đó là Bì Bì Hà cho nổ chiếc xe hơi, hiện trường là ở bên ngoài, trời lại tối, nên rất khó nhìn. Lần này Bì Bì Hà cũng tương đối kích động, thậm chí lời nói còn vấp váp, cảm thấy không có manh mối quan trọng,
Tôi nói, lão yêu, bật video hình giả Tật Phong. Cũng giống hai lần trước, màn hình ban đầu là đen xì, hình giả Tật Phong nói mấy câu luận tội, tỏ vẻ thẩm phán xét xử công bằng. Có điều lần này không có tiếng nạn nhân, chỉ có âm thanh ư ư. Đèn bật sáng lên, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy một nữ giới mặc quần áo bệnh nhân tâm thần, tay bị trói, lưỡi bị móc một cái móc sắt, dây xích nối cái móc với thiết bị truyền động hình đĩa mài. Trong phòng có tiếng xì xì, hẳn là hơi ga rò rỉ, người phụ nữ phải dùng lưỡi kéo thiết bị kia, đóng van lại mới có thể sống sót. Cấu tạo của cơ quan này rất giống phán đoán của lão già trong tù, càng ngày tôi càng chắc chắn lão có liên quan tới vụ án. Tôi hô dừng, nhìn chăm chú màn hình, nói, bộ quần áo này. Tiểu Đào nói, trên đó có mã số, hình như bị mài rồi. Tôi nói, đây chính là manh mối, cô xem những chỗ khác không bị mài, chỉ có nơi này, nếu bộ quần áo do hắn trộm bừa được thì cần gì làm vậy, điều này cho thấy bộ quần áo này sẽ tiết lộ tin tức cá nhân của hắn. Tiểu Đào nhướng mày, Tống Dương, ý anh là hung thủ từng điều trị trong bệnh viện tâm thần. Tôi nói, từ tính cách tới giọng điệu nói chuyện, rất có khả năng hắn phải ở trong viện tâm thần tương đối lâu, có thể đi tìm hiểu hồ sơ các bệnh viện tâm thần lớn xem. Tiểu Đào gật đầu, ghi manh mối vào sổ. Video tiếp tục chạy, những tiếng ú ớ quái đản trong cổ họng nạn nhân vang lên, thực ra là bị sặc khí ga nên ho. Một người lè lưỡi ra ho, thử một cái cũng biết âm thanh thế nào. Hai má nạn nhân đỏ dần lên, bước chân cũng hơi run, đây là dấu hiệu của ngộ độc khí ga nhẹ. Để sống sót, bà ta chỉ có thể từ từ lùi về phía sau, móc sắt cũng từ từ ghìm xuống, chiếc lưỡi đỏ dần dần bị kéo ra ngoài. Có vài cảnh sát quay mặt đi, mặc dù hai video trước độ tàn nhẫn cũng không kém, nhưng chặt tay là trong chớp mắt, người mặc giáp cũng không thấy bên trong, không thể kích thích thị giác mạnh như video này. Tiểu Đào cúi đầu nói, tôi phát điên mất. Tôi nói, đừng xem nữa, nếu xem hết video này tối nay sẽ mất ngủ. Lão yêu tắt video, Tiểu Đào tuyên bố giải tán. Ra bên ngoài, tôi bảo nàng, đã muộn rồi, không cần tiễn, chúng tôi tự bắt xe về trường. Sáng mai cô điều tra mấy lò mổ, tôi muốn tranh thủ tới trại giam. Tiểu Đào nói, gặp lão già kia à, được, lát nữa tôi gọi điện sắp xếp cho. Lão yêu chen vào, Tiểu Tống Tống, hôm nay người ta lao tâm khổ tứ, ngươi có mời ăn cua cá hay dê bò gì không? Vương Đại Lý nhổ nước bọt, toàn là mấy thứ nhiều đạm, ngươi không sợ mai chảy máu cam à? Lão yêu lim dim, không sao, ta sẽ bảo Tiểu Tống Tống giúp ta tiêu bớt đạm. Tôi nổi da gà toàn thân, xem mấy video kinh tởm đó mà ngươi vẫn có tâm trạng ăn uống. Lão yêu gật đầu, đương nhiên. Hắn nằng nặc bắt tôi mời bữa tối, Tiểu Đào nói thẻ tín dụng của nàng điểm thưởng đủ để ăn một bữa hải sản, để lão yêu tự đi ăn. Lão yêu hớn hở, hải sản. Tiểu Đào tỉ tỉ thật quá tốt với ta. Tiểu Đào liền dùng điện thoại gửi phiếu quà cho lão yêu, lúc đó chúng tôi còn thấy ghen tị với hắn. Sau đó mới ngã ngửa, thì ra hải sản miễn phí chỉ là một bát cơm, một con sò biển nướng, một đĩa rong biển xào. Lão yêu quay về chửi rủa bị lừa, Tiểu Đào quả thật là giỏi đối phó với loại người như hắn. Sáng hôm sau, tôi lôi Đại Lý ra ngoài bắt xe tới trại giam. Lúc nói địa điểm đến, tài xế taxi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Đại Lý hỏi, không tới cục à? Tôi đáp, không cần, chia binh hai hướng, ta định sẽ gặp lại lão hồ ly kia. Tới trại báo Tử Sơn, tôi nói tài xế chờ một lát rồi đón chúng tôi về. Hắn hỏi, hai người các ngươi là sinh viên, tới đây làm gì? Vương Đại Lý ra vẻ thô lỗ, nói, đón lão đại bọn ta ra tù, đại ca thụ án giết người, nay mãn hạn. Sắc mặt tài xế lập tức xanh, lét. Tôi quay lại trách, ngươi nói thế dọa người ta, chút nữa lấy cái gì mà về. Vừa dứt lời quay lại đã thấy tài xế chạy như một cơn gió, khói xe phả đầy mặt chúng tôi. Tôi cau mày, ngươi xem, cái giá phải trả. Vương Đại Lý gãi tai, bình thường ngươi giả vờ thấy cun lắm mà, sao ta chỉ thử một lần liền gặp trái đắng. Tôi cười, do cách ngươi chọn đối tượng. Chúng tôi vào trong trại, do có lời giới thiệu của Tiểu Đào nên quản giáo trực tiếp dẫn tôi vào gặp lão già. Ngồi trong phòng một lúc, có tiếng lảnh xẻng dây xích đi tới, lão già được một quản giáo giải vào, mặt mũi vẫn hồng hào khỏe mạnh, cười, sớm nhỉ, ăn gì chưa? Tôi không trả lời, lôi ra ba thứ, một bao thuốc, một tờ giấy và một cái bút. Lão già thấy bao thuốc cười híp cả mắt, chẳng khách khí cầm lên rút một điếu, còn lại nhét vào túi. Tôi nói, bọn ta tính sai,
thì ra có tới 3 vụ án mạng, trước hai nạn nhân lần trước ta nói còn có một nạn nhân khác. Lão già phả khói, nói, tiểu tử, ngươi lại tới tìm ta dựng lại hiện trường. Tôi gật đầu, phải. Tôi miêu tả vụ án một chút, chỉ tả về nạn nhân lúc được tìm thấy. Lão già suy nghĩ một chút, cầm bút vẽ vẽ mấy đường, rồi đưa cho tôi. Bản phác họa của lão chính là cơ quan chặt tay giống hệt trong video. Tôi đột nhiên đập bàn hét lên, Kỳ Thắng, thành thật khai báo, rốt cuộc ông với hung thủ có quan hệ gì? Các bạn vừa nghe xong tập 24 của bộ truyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.